Sáng nay, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đã kiểm tra tại điểm thi huyện Sóc Cộc. Tại điểm thi trường trung học phổ thông Sóc Cộc, sáng nay có 437 trên 438 thí sinh tham dự thi. Vắng một thí sinh do bị tai nạn giao thông, các thí sinh đã đến thi đúng giờ, chấp hành nghiêm các quy định và quy chế thi, các cơ sở vật chất an ninh đảm bảo. Trước giờ thi, đồng chí Tráng Thị Xuân đến kiểm tra, đồng thời động viên chỉ đạo, đảm bảo tốt, an toàn và thực hiện chặt chẽ, khâu coi thi, nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc nhưng không gây căng thẳng cho thí sinh. Cũng trong buổi sáng, đồng chí Tráng Thị Xuân cùng đoàn kiểm tra đã kiểm tra tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Mường Lầm, huyện Sông Mã.